Thành lập từ năm 2007, TVM Comics là công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam xuất bản truyện tranh có bản quyền, đặc biệt là truyện tranh Nhật Bản. Ngay từ khi mới xuất hiện, TVM Comics đã gây được tiếng vang mạnh mẽ với độc giả cả nước. Hiện nay, TVM Comics là nơi duy nhất phát hành truyện tranh đại trà với hình thức bìa có kèm bìa trời giống nguyên gốc tiếng Nhật. Đối với TVM Comics, khi mà lựa các tựa truyện để xuất bản tại Việt Nam thì luôn luôn đặt cái tiêu chí hàng đầu là nó mang tính giáo dục cao và phù hợp với văn hóa Việt Nam. Để mà có được một cuốn truyện phát hành ở Việt Nam thì đầu tiên là phải lên kế hoạch từ khâu khai thác tựa truyện, rồi mình sẽ xem là hiện nay là tựa truyện nào đang hot, tựa truyện nào đang được các bạn yêu thích, thì sau đó mình sẽ lên kế hoạch liên hệ với đối tác bên nước ngoài. Sau khi mua bản quyền xong á, đây là những cuốn truyện gốc họ sẽ chuyển về cho mình, rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành khâu sản xuất. Khâu đầu tiên là dịch. Khi mà người dịch xong thì sẽ chuyển qua cho bên biên tập. Biên tập sẽ như chỉnh sửa câu cú rồi xem lại những cái chỗ nào cần chú thích. Chủ yếu là để giống như là trong truyện nó có những cái chỗ mà như là những cái tiếng động như là rầm, bóp, chát gì đó, mình thì nó là tiếng Nhật thì mình phải sửa lại vẽ thành những chữ tiếng Việt. Sau đó thì là chỉnh lại typeset, phông chữ này nọ, rồi bắt đầu in ra bản market. Thì bên biên tập sẽ chỉnh sửa và xem lại trên cái market này những chỗ nào như là sai semorat, như sai chính tả, hay là những chỗ nào mà chưa có đắp hình đẹp hay là chưa ưng ý, sau đó họ sẽ sửa note và sửa lại một lần nữa. Và khi mà hoàn chỉnh thì sẽ xuất file để đem đi nhà in. Chuyện của mình thì 100% bản quyền, được đầu tư cao về mặt biên tập, nội dung, hình ảnh và mang tính giáo dục. Với việc liên tục cập nhật các tựa truyện vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục cho giới trẻ như hiện nay, hy vọng TVM Comics sẽ luôn được các bạn trẻ yêu mến và ủng hộ. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các bạn về thế giới cosplay là như thế nào nhé!